Chôn tim mọi người. Xin chào quý bà các bạn. Năm mới tới rồi nè, các bạn có vui không? Tôi tên là Kim Quang Sik. Tên Việt Nam là Nguyễn Văn Tèo. Quang Sik đang học trường Nhâm Văn. Mà bây giờ là năm thứ ba rồi. Năm nay thì Quang Sik sẽ học tiếng Việt nhiều hơn. Tại vì để cho các bạn nghe rõ hơn. Tại vì tiếng Việt của Quang Sik này rất chuẩn. Với lại phát âm cũng rất chuẩn. Cái thứ hai là Quang Sik sẽ cố gắng giảm cân. Cái chương trình Việt Nam Đất Nước Tôi Yêu thì nhờ tình yêu của các bạn càng ngày phát triển và thú vị hơn. Chúc mừng năm mới. Xe hê bộc mạng như ba chơi xe hô. Chiếc xe của chương trình Việt Nam Đất Nước Tôi Yêu lại tiếp tục lăn bánh và đưa Quang Sik đến những vùng đất mới. Lần này Quang Sik có dịp được về thăm Bến Tre, xứ sở dừa nổi tiếng ở Việt Nam. Theo như bác tài xế cho biết thì đây chính là cầu Rạch Miễu. Cầu Rạch Miễu là cây cầu dây văng nối liền hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Xa xa, Quang Sik đã nhìn thấy đâu đó thấp thoáng những hàng dừa nối liền nhau. Và một trong những sản phẩm được làm từ dừa nổi tiếng nhất của Bến Tre chính là kẹo dừa. Thế là Quang Sik đã ghé vào một cơ sở làm kẹo dừa để tìm mua vài gói kẹo về làm quà cho những người bạn Hàn Quốc của mình. Tôi có nhiều loại kẹo dừa quá ha. Ủa chị ơi, dạ, cho em hỏi mà em tên là Quang Sik nè. Dạ mà em thấy Quang Sik thấy ở đây có nhiều loại kẹo dừa mà ở đây có bao nhiêu loại kẹo dừa vậy? Đây có nhiều loại lắm anh, có nhiều hương vị khác nhau. Cái này là kẹo dừa đậu phộng. Cái này là đậu phộng. Dạ. Còn đây là đậu phộng sầu riêng. Sầu riêng. Cái này là cacao. Cacao. Dạ. Còn cái này là lá dứa sầu riêng hả? À sầu riêng nữa hả? Dạ. Cái này thì người ta vô bịch là không có hộp, còn này là có hộp luôn nè. Có nhiều mặt hàng để mình lựa. Ôi hả? Ủa. Dạ. Nhiều loại quá ha. Ủa thì mỗi kéo một hương vị. Dạ, khác. Mỗi kéo một hương vị. Cái nào thì nó cũng ngon á, tùy theo mình thích ăn hả? Dạ. Ăn thử thì được không? Dạ được. Wow, các bạn. Cái này là bánh tráng anh ăn được. Cái này là bánh tráng. Cái này là hương vị sầu riêng. Cái này là sầu riêng. Sầu riêng. Ăn cái này cũng được đúng không? Dạ được. Cái này là bánh tráng. Bánh tráng. Không phải giấy. Ồ đúng là sầu riêng, sầu riêng. Ngon. Ngon hơn. Ủa các bạn ơi, rất là hấp dẫn. Ăn kẹo dừa mà có mùi sầu riêng nữa. Hấp dẫn ha. Mà ủa chị ơi, người ta đang làm dừa đúng không? Cho chị có thể cho Quang Sik vô xem được không? Dạ được. Wow. Ủa chú ơi, chú đang làm gì vậy chú? Quái kẹo. À quái kẹo. Quái kẹo. Quái kẹo để làm gì vậy chú? Để ăn. À để ăn. À, nước cốt kìa. À hả? À. Cái này là nước cốt. À nước cốt. Chú Năm đang tất bật để nấu kẹo. Theo như chú Năm cho biết thì kẹo dừa cũng dễ làm. Nguyên liệu chính chỉ gồm có nước cốt dừa, mạch nha và đường. Nhưng để tạo ra đúng hương vị đặc trưng như kẹo dừa Bến Tre thì phải dựa vào kỹ thuật độc đáo của nghề. Ngày trước khi làm kẹo, người thợ phải dùng tay khuấy liên tục bên bếp lửa. Nhưng ngày nay, máy móc đã hỗ trợ rất nhiều cho họ trong khâu này. Người thợ nấu kẹo bằng lò hơi nên công việc cũng đỡ mất sức hơn. Mà chú ơi, sao mà biết được cái này lấy ra được hay là không? Mình thử trong nước á. À, thử bóp ra cái độ nó vừa dẻo là kẹo tới à. Dạ. Cái bánh tè ngon lắm á. Chú ơi, chú bỏ vô cái gì vậy chú? Đậu phộng. À đậu phộng. À. À cái này là để làm kẹo đậu. Kẹo đậu phộng. Kẹo đậu phộng. À. Nếu mà muốn làm kẹo sầu riêng thì bỏ vô sầu riêng luôn.
Muốn cacao bỏ cacao vô, muốn dứa bỏ dứa vô. Sao thôi? Và nó quậy lên, quậy lên để đều. Quậy xong ta đều hết thành đổ lên bàn. Chú Năm đang đổ kẹo dừa và trộn đều tay. Nếu không kẹo sẽ bị khô đó các bạn. Chú ơi, Quang Sinh làm thử được không chú? Được. Rồi. Thôi, quay lên. Công đoạn này thì cái nào quan trọng nhất là cái nào? Cái nào cũng quan trọng hết. Cái nào cũng quan trọng hết. Cái nào cũng quan trọng hết. Ăn thử rồi. Dạ. Ngon không? Dạ ngon. Rồi các bạn ơi, đây là lần đầu tiên Quang Sinh ăn kẹo mà mới ra lò. Mà cái kẹo này ngon và thơm và cái nông nữa đó. Mà nó là ngon và nó là hấp dẫn. Mà các bạn muốn ăn thử không? Ngon quá. Kẹo dừa sau khi được nhồi xong sẽ được người thợ dùng dao cắt ra làm nhiều phần theo kích thước định sẵn, sau đó được ép vào những cái khuôn để cố định hình dạng kẹo. Khâu này đòi hỏi người thợ phải thật khéo léo và nhanh tay mới có thể cắt chính xác mà không cần phải cân đong lượng kẹo. Nhìn các chị ở đây làm việc, Quang Sĩ cũng biết họ đã có thật nhiều năm kinh nghiệm với nghề này rồi. Những chiếc kẹo dừa qua đôi bàn tay nhanh thoăn thoắt của người thợ cứ thế bay ra từng viên một. Các bạn ơi, nhìn rất là đều đúng không các bạn? Chị này rất là khéo tay. Quang Sích được các chị ở đây hướng dẫn rất nhiệt tình để gói được những chiếc kẹo này. Trước tiên phải bánh cho tráng. Kẹo vào một lớp bánh tráng mỏng phía bên ngoài. Phần bánh tráng này ăn được và có tác dụng rút ẩm cho kẹo. Phần cuối cùng là gói bao bì bằng giấy và cho vào hộp. Ủa chị ơi, cho Quang Sích hỏi là nếu mà làm một gói như thế này thì khoảng thời gian bao lâu vậy chị? 2 phút. 2 phút thôi hả? Ôi trời ơi, nhanh quá ha các bạn ơi. Vậy thì Quang Sích cũng cố gắng làm một gói như thế này trong 2 phút thôi nha. Bắt đầu. Rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Các bạn ơi, sắp xong rồi đó. Mà 20 phút trôi quá rồi. Chứ không phải là 2 phút rồi, không nhắm. Làm đầu tiên mà. Ôi, 20 phút. Người ta làm trong 2 phút mà Quang Sinh làm trong 20 phút. Và các bạn ơi, cuối cùng Quang Sinh đã làm xong 40 viên kẹo dừa rồi. Mà cuối cùng, công đoạn này là công đoạn cuối cùng. Bao. Chà, cuối cùng Quang Sinh làm xong rồi đó. Mà đầu tiên thì Quang Sích thấy cũng làm kẹo dừa như thế này thì cũng thấy dễ một chút. Mà thật sự thì không hẳn là như vậy đâu. Đó là khó, khó thiệt. Mà các bạn nhớ đến Bến Tre ăn kẹo dừa Quang Sích làm nha ha. Trời ơi, kẹo ở đây ngon quá ha. Mà Quang Sích cũng muốn mua để tặng bạn của Quang Sích cho. Mà bạn của Quang Sích thì Quang Sích được biết từ nguồn nguyên liệu dừa rất phong phú của Bến Tre, cộng thêm tài khéo léo của đôi tay, người xứ dừa đã biết làm tăng thêm giá trị văn hóa, giá trị của lao động thủ công truyền thống vào sản phẩm, để làm cho trái dừa không chỉ là nguồn nguyên liệu thô mà nó đã được nâng giá trị lên nhiều lần. Nhờ vậy mà nghệ thuật thủ công truyền thống lại được trân trọng, gìn giữ và không ngừng phát triển. Chúc mừng năm mới. Hãy đem Bến Tre ăn kẹo dừa.